Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nam tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018. Phụ nữ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh phát huy hiệu quả trong phong trào khởi nghiệp. Cảnh báo tình trạng xâm nhập mặn ở Ninh Bình. Công an Hải Dương bắt vụ vận chuyển pháo với số lượng lớn. Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình với trận chiến chống ma túy. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Bình đang triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp theo các đề án đã phê duyệt. Với những giải pháp đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Bình đã có 42 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới của các dự án đó trên 687 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 394 doanh nghiệp, 69 chi nhánh, văn phòng đại diện. Đến nay, toàn tỉnh có gần 6.000 doanh nghiệp, 775 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 57.282 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Thái Bình tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, tập trung rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, chú trọng các doanh nghiệp có quy mô lớn, đóng góp nhiều cho ngân sách và giải quyết nhiều lao động trong tỉnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018. Trong khuôn khổ chương trình, các hội viên phụ nữ đã được nghe những kinh nghiệm về quá trình khởi nghiệp kinh doanh của các hội viên phụ nữ tiêu biểu, những chia sẻ của các vị khách mời về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp nói chung và hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ nói riêng, việc hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ khởi nghiệp tại các cấp hội trên địa bàn tỉnh, những chính sách ưu đãi đối với lao động nữ trong các khu cụm công nghiệp. Tham dự Ngày Hội Phụ nữ Hà Nam sáng tạo, các đại biểu được tham quan phần triển lãm, trưng bày các gian hàng và phần thi ý tưởng sáng tạo. 6 thí sinh tiêu biểu được lựa chọn qua vòng thi sơ khảo đại diện cho các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham gia thuyết trình về ý tưởng, kế hoạch khởi sự kinh doanh khởi nghiệp. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã và đang trở thành chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện phong trào này, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã và đang trở thành chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện phong trào này, các cấp hội phụ nữ trong huyện triển khai nhiều hoạt động giúp hội viên hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp khả thi để phát triển kinh tế. Đồng thời phối hợp với các ngành đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động hướng dẫn khởi nghiệp, khai thác sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp trên thị trường trong việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở đó, nhiều hội viên phụ nữ trong huyện đã mạnh dạn đầu tư vốn, đưa nhiều cây trồng con giống mới vào sản xuất chăn nuôi, thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh sự đóng góp nỗ lực của hội viên, câu lạc bộ tổ hội phụ nữ sản xuất kinh doanh cũng đã ủng hộ tích cực để giải quyết việc làm, hỗ trợ phụ nữ nghèo khởi nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Vừa qua, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ra mắt hợp tác xã rau quả an toàn. Bước đầu, hợp tác xã thu hút được 16 thành viên canh tác trên diện tích hơn 18 mẫu, với một số cây củ quả như bưởi ổi, cam mướp và một số loại rau ngắn ngày. Quá trình sản xuất áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, áp dụng giải pháp hữu cơ sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng các chế phẩm sinh học theo hướng bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, đóng gói tem nhãn nhận dạng thương hiệu để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quy trình xác thực chống hàng giả, xây dựng và bảo vệ thương hiệu nông sản hữu cơ an toàn. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật quản lý quá trình sản xuất, chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm. Bước đầu, sản phẩm sẽ được tiêu thụ tại các siêu thị trên thị trường Hà Nội. Từ nhiều năm nay, ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã hình thành vùng trồng hoa chuyên canh với diện tích hàng chục hecta. Các loại hoa được trồng gồm thực dược, lay ơn, đồng tiền và hoa cúc. Để không phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ và nâng cao hiệu quả kinh tế, tại địa phương này đang hình thành vùng trồng hoa loa kèn trái vụ. Trong những năm gần đây, người dân xã Kim Đính tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra một vùng trồng hoa tập trung quy mô lớn nhất của huyện Kim Thành. Đây không chỉ là nơi trồng hoa tập trung với diện tích lớn nhất huyện, mà còn là nơi người dân có nhiều kinh nghiệm trồng hoa. Qua cái mô hình trồng hoa loa kèn của ông Tô Xuân Thư thì là đánh giá được cho thấy là một cái mô hình là sản xuất kinh doanh là hoa là rất có hiệu quả, đem lại cái lợi nhuận và phát triển kinh tế chung cho địa phương cũng như là phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì qua cái mô hình hoạt động này thì là chúng tôi sẽ là có những cái hướng là lãnh đạo chỉ đạo tham mưu cho cấp ủy Đảng là sẽ nhân rộng cái mô hình trồng hoa loa kèn trong toàn địa phương. Mô hình hoa loa kèn trái vụ ở Kim Đính góp phần tạo ra sự phong phú đa dạng về sản phẩm của làng vùng trồng hoa truyền thống, cung cấp cho thị trường, tạo nguồn thu nhập ngày càng cao và ổn định hơn cho người trồng hoa. Những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, tình trạng xâm nhập mặn ở tỉnh Ninh Bình có nguy cơ mở rộng, không chỉ ở khu vực ven biển mà đã lấn vào cửa sông, đã và đang tác động đến đời sống sản xuất của người dân, nhất là trong sản xuất lúa. Nguồn nước cung cấp cho sản xuất và đất bị nhiễm mặn cũng là lo lắng của ông Nguyễn Văn Thành mỗi khi bước vào vụ sản xuất mới. Trước đây hơn 4 sào ruộng này, đất rất màu mỡ, tơi xốp, mỗi vụ cũng cho tới vài tạ lúa, nhưng giờ thì trở nên chai và nhiễm phèn. Như cái mảnh này năm ngoái là không chỗ được, mà cây lúa cứ rù sụt xuống, cứ đứng đây khi mà tôi lại phải lấy phôi, có năm thì năm nào cũng phải sử dụng phôi này, vân lần là bón thêm thì mới có được thu hoạch. Đất nhiễm mặn cũng là nỗi lo thường trực của người dân Cồn Thoi, huyện Kim Sơn nhiều năm qua. Khi mà nó đã gặp nước mặn thì nó cứ rù đi thôi, nó không phát triển cây lúa. Mình có khi cái nước ao của mình nó bình thường mà phải gạn hết nước kia thì phải bơm nước ao nhà mình lên, vâng, nó phải cải tạo để cho nó đỡ mặn. Là xã trũng nhất của huyện nên Cồn Thoi được ví như là cái rốn nước. Hơn thế nữa, xã có 2 hợp tác xã chịu ảnh hưởng của cuối nguồn, trong đó khu vực cống Cồn Thoi 1 và kè Đồng là khu vực giáp biển. Nước đầu nguồn xuống không thau chưa rửa mặn được nên đất bị nhiễm mặn rất nặng. Đầu tháng 3 chúng tôi đã kiểm tra trên ruộng là 2,7 đến 3,3 phần nghìn, còn ở cửa cống tới 4,5 phần nghìn, quá cao. Và cái lúa ở đây trong cái tháng 3, tháng 4 vừa qua 2017 thì đã làm chết tới gần 100 mẫu. Vậy cái dân phải cây đi cái này tới 2-3 lần. Cuối vụ năng suất thì kém, có người thì thất thu, có người thì 50-30 cân, có người thì 170 cân. Kim Sơn, Yên Khánh được coi là vựa lúa của tỉnh, nhưng đây cũng là 2 huyện chịu ảnh hưởng nặng nhất của xâm nhập mặn. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm qua, thời tiết diễn biến phức tạp, vụ đông xuân lượng mưa ít, dòng chảy suy kiệt dẫn đến mực nước trên các sông đều thấp, độ mặn cao, ranh giới xâm nhập mặn vào sâu trong sông nội địa. Về lâu dài thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng dần với xâm nhập mặn có lẽ vẫn là giải pháp cần được các địa phương quan tâm để người dân có thể sống và sản xuất trên chính mảnh đất quê mình. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Năm nay, ngay từ thời điểm đầu mùa hè, dịch bệnh truyền nhiễm ở trẻ em nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng đã có những diễn biến khó lường, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương. Theo tổng hợp 10 ngày đầu tháng 6, tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, số lượng trẻ em nhập viện tăng cao, trong đó bệnh nhân liên quan đến các bệnh truyền nhiễm tăng đột biến như tay chân miệng 36 ca mắc, gần bằng tổng số trẻ mắc từ tháng 1 đến tháng 5. Thông thường mọi năm, trẻ mắc tay chân miệng thường ở chủng có động lực yếu, ít bị di chứng, nhưng năm nay đã có hơn 30 trường hợp mắc ở chủng có độc tính mạnh. Trong đó có 3 trẻ do gia đình đưa đến muộn phải chuyển lên tuyến trung ương lọc máu, điều trị tích cực. Thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày khoa truyền nhiễm của bệnh viện này tiếp nhận khoảng chục ca tay chân miệng vào điều trị. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm trước, mỗi ngày chỉ có từ 1 đến 2 bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng nhập viện. Tai nạn thương tích là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ em. Do vậy, các bậc phụ huynh phải quan tâm đến con em mình nhiều hơn, nhất là trong những ngày hè. Bởi mặc dù có nhiều nguyên nhân dẫn tới tai nạn thương tích, nhưng chủ yếu vẫn là do sự bất cẩn của người lớn, ghi nhận tại Ninh Bình. Từ đầu hè đến nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh liên tục cấp cứu nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị tai nạn thương tích như bỏng, ngộ độc thức ăn, súc vật cắn, đuối nước, điện giật. Đặc biệt trong khoảng 1 tháng gần đây, khi các em được nghỉ hè thì số trẻ bị tai nạn thương tích tại gia đình có xu hướng gia tăng. Mỗi ngày có khoảng 1 đến 2 ca, trong đó có nhiều trường hợp thương tâm như trẻ bị bỏng nặng 60% cơ thể phải chuyển viện lên tuyến trên, trẻ bị rơi vật nặng vào đầu khiến phải can thiệp phẫu thuật não. Điều đáng nói, nguyên nhân chủ yếu do nhiều bậc phụ huynh còn quá chủ quan trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ. Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh được xem là một trong những lá cờ đầu của ngành y tế trong phong trào thi đua yêu nước. Đơn vị đã đạt nhiều thành tích xuất sắc từ việc làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức, nhận thức đúng trách nhiệm nghề nghiệp, có quan điểm phục vụ đúng đắn, tinh thần hết lòng phục vụ bệnh nhân, tận tâm tận lực với công việc. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai áp dụng gần 100 kỹ thuật mới đưa vào hoạt động có hiệu quả như nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, các phẫu thuật nội soi khớp, mạch máu ngoại vi, nội soi màng phổi, trượt đốt sống, đặt catheter động mạch, xạ trị gia tốc, xạ trị áp sát. Việc triển khai thành công các kỹ thuật mới đã cứu sống được nhiều bệnh nhân, đồng thời làm giảm các di chứng nặng nề cho bệnh nhân, giảm đáng kể tỷ lệ chuyển viện và tỷ lệ tử vong. Đơn vị cũng phát huy vai trò trách nhiệm cán bộ chủ chốt các khoa trong rèn luyện, quản lý cán bộ, chủ động phòng ngừa vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực, bảo đảm an toàn về chuyên môn. Nhờ thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp trên, nhiều năm qua đội ngũ cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt, tạo được niềm tin đối với nhân dân đến khám chữa bệnh, nâng cao uy tín trong đơn vị. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ đối tượng vận chuyển lớn pháo nổ từ Lạng Sơn về Hải Dương tiêu thụ. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Hà, sinh năm 62, trú tại số 73 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Tang vật thu giữ 12 bao tải chứa 194,6 kg pháo nổ các loại, gồm pháo trứng, pháo giàn, pháo bánh. Toàn bộ số pháo này chuyên chở bằng xe ô tô biển kiểm soát 98C06536 từ Bắc Giang sang thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương tiêu thụ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hà khai nhận toàn bộ số pháo này do chính Hà thu gom từ nhiều người vận chuyển từ Trung Quốc về cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hà về hành vi buôn bán hàng cấm và đang tập trung điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tệ nạn về tội phạm ma túy đang làm nhức nhối trong toàn xã hội vì nó làm bao gia đình rơi vào cảnh ly tán và ảnh hưởng đến tương lai của cả thế hệ mai sau. Với Thái Bình nói chung và cả vùng biên giới biển nói riêng, tuy không có đường dây buôn bán ma túy lớn, song nó len lỏi làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Với chức năng nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, các chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình đã ra quân ngăn chặn các đối tượng gieo rắc cái chết trắng đó. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội biên phòng Thái Bình lập các chuyên án đấu tranh thành công trên 10 vụ về ma túy, cùng nhiều vụ về cờ bạc, buôn bán, gian lận thương mại. Trong đó có các vụ án về ma túy mang tính phức tạp. Tuy nhiên, với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, các chiến sĩ quân hàm xanh không quản ngại khó khăn, kiên quyết bám nắm địa bàn, đưa các đối tượng ra ánh sáng, trả lại an ninh trật tự trên vùng biên giới biển Thái Bình. Chúng tôi tập trung về tuyên truyền về chủ trương pháp luật về phát triển kinh tế biển của Thái Bình, cũng như là cái chấp hành về các quy chế khu vực biên phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển và bảo vệ chủ quyền vùng biển. Đấu tranh với tội phạm về ma túy không có khái niệm gọi là thắng lợi cuối cùng. Tuy nhiên, với việc đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng như hiện nay của Bộ đội biên phòng Thái Bình, thì dù các đối tượng có che đậy như thế nào, hành vi tinh vi xảo quyệt đến đâu thì cuối cùng cũng chịu sự trừng phạt của pháp luật, trả lại yên bình trên biên giới biển Thái Bình. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đi thăm tặng quà hội viên phụ nữ và hội viên phụ nữ nghèo tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An là xã đặc biệt khó khăn nằm trên tuyến biên giới Việt-Lào, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định nhận giúp đỡ trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Thăm và làm việc với chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Môn Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng Hội Phụ nữ xã 20 triệu đồng để mua sắm các trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho hoạt động của hội. tặng 200 suất quà là thuốc bổ, 100 bộ quần áo học sinh với tổng trị giá trên 40 triệu đồng. Thăm tặng quà 5 gia đình hội viên Hội Phụ nữ nghèo tại bản Tây Sơn, mỗi suất trị giá trên 1 triệu đồng. Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương tuyên truyền vận động và xây dựng mô hình phụ nữ sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, với mong muốn tạo được sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động của chị em cùng chung tay bảo vệ môi trường. Phong trào vận động chị em hội viên phụ nữ sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường được Hội Phụ nữ tỉnh triển khai đến các địa phương, trong đó phát động phong trào phụ nữ phân loại rác thải từ nguồn, vận động phụ nữ tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định, không xả rác ra đường và nơi công cộng, đặc biệt là vận động tiểu thương người tiêu dùng sử dụng loại túi ni lông tự phân hủy. Từ hiệu quả của mô hình này, thời gian tới đây, Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục nhân rộng tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm giúp cho người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng nâng cao ý thức, hạn chế sử dụng túi ni lông thông thường. Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã tổ chức gia quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn xã. Hoạt động này đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực trong phong trào chung tay bảo vệ môi trường vì cuộc sống xanh sạch đẹp. Trong buổi ra quân, cán bộ và nhân dân xã Mỹ Trung đã tổ chức lực lượng, phương tiện thu gom rác thải, nạo vét, khơi thông cống rãnh, quét dọn làm cỏ trên toàn bộ các tuyến đường giao thông của xã, biểu dương tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường gắn với các phong trào 1 giờ vàng ngọc, tuần lễ chủ nhật. Việc tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường đã giúp cán bộ nhân dân Mỹ Trung nâng cao nhận thức, có ý thức trách nhiệm hơn trong quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Những năm qua thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên từng bước phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng trong các cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn thể. Từ phong trào ấy đã xuất hiện các điển hình tiên tiến, trong đó tiêu biểu có gia đình ông Nguyễn Quang Phúc ở thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa. Ông Nguyễn Quang Phúc tham gia tập luyện cầu lông từ năm 1993, khi đó cơ sở vật chất để tập luyện cầu lông còn rất hạn chế. Hàng ngày ông phải đạp xe hơn 10 cây số để đến xã Dạ Trạch mới có sân thi đấu cầu lông. Hoàn cảnh gia đình khi đó còn nhiều lo toan nên việc chơi cầu lông của ông Phúc cũng vướng phải sự phản đối của gia đình. Thời gian đầu là hãng còn trẻ, đi cái thời gian nó ham hố quá sâu. Nhà con cháu rồi là mẹ con là cũng phản đối, nhưng là để về sau là sắp xếp công việc, là đi vào đúng giờ và làm đúng giờ là mình chuẩn chỉ, không ảnh hưởng mà không bức xúc cái gì hết. Chúng tôi vừa ra đồng đình coi như là vui vẻ, hòa hợp trên dưới. Năm 2000, ông Phúc bắt đầu tham gia thi đấu cầu lông cấp huyện. Dù chưa có thành tích gì, song ông đã khởi xướng lên phong trào chơi cầu lông trong toàn xã. Từ năm 2002, ông liên tục giành được huy chương tại các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh. Đã 10 năm nay, ông là chủ tịch câu lạc bộ cầu lông của huyện Khoái Châu. Ông cũng là người thúc đẩy môn thể thao này lan tỏa ở nhiều địa phương. Sau một thời gian luyện tập cầu lông, ông Phúc thấy được những lợi ích của rèn luyện thể thao nói chung và chơi cầu lông nói riêng đem lại cho bản thân, nên ông đã vận động vợ và các con cùng chơi cầu lông. Qua cái hoạt động của tôi thì tôi thấy rằng sức khỏe nó rất đảm bảo. Chính vì thế là tôi động viên vợ con với các cháu là thôi phải hoạt động. Tuy rằng lao động làm kinh tế nhưng phải dành thời gian nhất định ra để hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe. Đấy, thứ nhất là phục vụ ngay cho bản thân mình. Đấy, thứ hai nữa là tạo cho các thành viên trong gia đình là có một cái thời gian nhất định hoạt động thể thao thì nó sẽ giảm bớt được các cái tệ nạn khác. Đến nay không chỉ hai vợ chồng ông mà các con các cháu đều tích cực rèn luyện sức khỏe thông qua môn cầu lông. Đã không ít lần ông bà giành huy chương tại các giải của huyện, của tỉnh. Ngoài luyện tập cùng bà con địa phương tại nhà văn hóa thôn, gia đình ông Phúc đã xây dựng sân cầu lông đạt tiêu chuẩn tại nhà để cả gia đình và nhân dân khu vực cùng tập luyện. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.